Sau sinh có nên uống canxi và sắt không? Trong thời kỳ mang thai, mẹ phải bổ sung đủ canxi và sắt để em bé phát triển toàn diện về mọi mặt. Tuy nhiên, nhiều mẹ thắc mắc liệu sau sinh có nên uống canxi và sắt hay không? Câu trả lời sẽ có ngay trong bài viết dưới đây. Các mẹ nên nhớ rằng canxi và sắt luôn luôn cần thiết cho chị em phụ nữ, trước trong khi mang thai và sau khi sinh em bé. Vì sao lại như vậy? Thứ nhất phải uống đủ canxi bởi sau khi sinh, em bé sẽ bú mẹ rất nhiều trong khoảng 2 năm đầu đời, bé bú mẹ sẽ lấy đi khoảng từ 3 cho đến 5% canxi trong xương của bạn, hay còn gọi là tình trạng mất xương sau sinh. Bởi thế nếu mẹ không uống đủ canxi để bổ sung thì sẽ gặp rắc rối to đấy. Trước hết mẹ sẽ bị đau lưng khủng khiếp, đứng ngồi làm việc gặp nhiều khó khăn. Mẹ có thể mắc bệnh thoái hóa xương khớp, các khớp chân tay ống chân sẽ đau nhức mỏi, đặc biệt là khi thời tiết thay đổi, nhất là khi ở độ tuổi từ 40 trở đi mẹ sẽ bị loãng xương sớm chỉ ngã một cái là có thể gãy xương rất nguy hiểm không những vậy khi mẹ thiếu canxi bé cũng sẽ bị thiếu dẫn tới hiện tượng rụng tóc vành khăn ăn ngủ không ngon hay giật mình quấy khóc còi xương chậm lớn suy dinh dưỡng xương không chắc khỏe nên mọi hoạt động vận động sẽ chậm hơn các bạn khác cùng trang lứa biết đi chậm mọc răng chậm hơn thứ hai phải uống đủ sắt bởi trong quá trình vượt cạn mẹ mất rất nhiều máu dù là mổ hay là sinh thường thì cũng vậy. Bởi thế mẹ phải uống viên sắt để cơ thể sản sinh ra hồng cầu, giúp mẹ hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Các mẹ biết không, nếu thiếu sắt trong thời điểm sau sinh, mẹ sẽ sinh ra chứng thiếu máu lên não hay nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, khó ngủ, tê mỏi chân tay. Bên cạnh đó, thiếu máu làm người lúc nào cũng mỏi mệt, chẳng buồn làm gì. Nhất là thời kỳ ở nhà trông con, làm việc nhà, mẹ gặp nhiều stress, rất dễ sinh cáu gắt, đá thúng đụng nia, mắng chồng chửi con xích mích với mẹ chồng, nó là sẽ rất nguy hiểm cả về cơ thể lẫn tinh thần, những điều mà có lẽ mẹ cũng không lường trước được. Khi có đủ dưỡng chất, đủ sức khỏe, mẹ có thể vui vẻ chơi đùa, dạy bảo con, làm việc không biết mệt, tâm lý thoải mái của mẹ ảnh hưởng rất lớn đến người xung quanh. Bởi thế sau khi sinh có nên uống canxi và sắt không? Câu trả lời là hoàn toàn nên uống. Sau khi sinh nên uống sắt và canxi, nhưng mẹ nhớ ở mức hợp lý nhé. Theo khuyến nghị của các bác sĩ, trung bình mẹ sau sinh thì nên bổ sung khoảng 1.000mg cho đến 1.200mg canxi một ngày. Tuy nhiên, đối với mẹ sinh mổ và sinh thường thì sẽ khác nhau. Mẹ sinh mổ có thể phải uống thêm một số loại chống viêm nhiễm nên cần có sự chỉ dẫn trực tiếp của bác sĩ. Ngoài ra, có mẹ cho con bú và mẹ không cho con bú cũng cần sự tư vấn của bác sĩ để dùng với liều lượng phù hợp. Mẹ lưu ý khi mua viên canxi nên mua loại có bổ sung vitamin D và K3, còn sắt thì uống từ 1 cho đến 2 viên một ngày. Mua viên sắt nên chứa cả axit folic sẽ tốt cho hệ thần kinh của cả mẹ và bé. Ngoài ra nên tập luyện thể dục nhẹ nhàng, ăn nhiều thực phẩm chứa canxi từ ngũ cốc, hoa quả, rau xanh, củ cũng như các loại sữa đậu nành, sữa bò. Không nên ăn hải sản sớm quá sẽ không tốt cho đường tiêu hóa của mẹ và bé qua bài viết các mẹ đã biết sau sinh có nên uống canxi và sắt hay không rồi chúc các mẹ sẽ luôn khỏe mạnh vui vẻ yêu đời để chăm sóc con khỏe và các mẹ hãy luôn nhớ một điều có sức khỏe các mẹ có thể nâng bổng trái đất của mình thực hiện mọi ước mơ mà mình mong muốn